đôi tay này vun mãi ấm thêm vui khắp muôn nơi, rộn rã vang tiếng cười vui ngày mới, gia đình bên nhau yêu thương chưa chan đầy, nào cùng hòa vang câu ca. Xin cảm ơn nhãn hàng nước giặt xốp ngát hương hoa chấp hết nắng mưa đã đồng hành cùng với chương trình. Đăng Nghĩa xin gửi lời chào đến bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Và xin cảm ơn nhãn hàng nước giặt xốp ngát hương hoa chấp hết nắng mưa đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với gia đình đầu tiên nha. Chào hai em. Dạ, xin chào anh Đăng Nghĩa, xin chào khán giả trong trường quay. Em tên là Anh Thư, ông xã đứng kế bên em tên là Văn Khánh. Hai đứa em hiện đang công tác tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Mình gặp nhau là trong bệnh viện luôn hay là mình gặp nhau từ trước đó nữa? Dạ, gặp nhau trong bệnh viện luôn. Bữa em đi thực tập rồi em gặp vợ em, rồi em xin số điện thoại làm quen. Rồi từ đó đến bây giờ là mình đã quen biết nhau rồi kết hôn, tính tới nay được bao nhiêu năm rồi em? Tính từ lúc quen tới lúc kết hôn là được gần 10 năm, có một bé. Ông xã em hình như đang rất là hồi hộp đó. Không có gì hết trơn á nha. Ở đây mình vui vẻ, mình có một cái chương trình mà em chơi cùng với vợ của mình, cho nên là không có gì căng thẳng hết. Cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với gia đình số 2 nào. Chào anh Đại Nghĩa, hai gia đình cùng chơi cùng quý vị khán giả. Em tên là Ngọc Hân, chồng em tên là Hoài Nam. Chúng em đang sinh sống và làm việc tại Trà Vinh. Chúng em kết hôn được gần 2 năm và có một bé gái được gần 7 tháng. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên của hai em khi gặp nhau là gì? Lúc đầu tiên á, tụi em quen nhau là lúc thời em là sinh viên. Thì mới đầu tiên vô thì em thấy dạ em cái tính hung dữ lắm. Hung dữ hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà rồi sau đó khi mình đến gần được rồi mình thấy còn khó không? Dạ hết rồi ạ. Thấy còn hơn anh. Còn Hân thì sao? Dạ hồi đó em lần đầu tiên em gặp em cũng không thích. Có thích, không ghét. Cái này người ta kêu là quan gia đó em. Ban đầu giờ ghét cái đó. Mà ghét của nào thì sao? Trời trao của đó. Thì đó, trời trao của đó. Chúc mừng gia đình của em nha. Và bây giờ mình sẽ làm quen với gia đình số 3. Em chào anh Đại Nghĩa, chào hai đội bạn cùng chơi, chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên Cẩm Tú, ở đây là chồng của em tên là Vũ Phong. Hai chúng em đến từ Hậu Giang. Chúng em kết hôn được 6 năm và hiện tại đang có một bé trai 5 tuổi và một bé gái 8 tháng. À, có như là gạo nếp đầy đủ hết trơn trọi ha. Sở thích chung của hai vợ chồng là gì? Dạ, hai vợ chồng em thích đi du lịch. Vũ Phong, em đã từng đưa vợ đi nhiều nơi chưa? Dạ thì cũng đi được vài nơi anh, nhưng mà sở thích chung của hai chồng thích đi biển nên là đi biển hơi nhiều. Thích đi biển ha, cảm ơn em. Và đó là ba gia đình chúng ta làm quen với họ. Còn bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ về vị trí nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên mang tên Dấu Ấn Kỷ Niệm. Đầu tiên là gia đình của anh Thư với lại Văn Khánh. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đi du lịch ở đâu đầu tiên? Ai là người lựa chọn địa điểm du lịch đó? Vợ thích nhất loại địa hình du lịch nào? Rồi, anh mời Khánh trước nè. Cho anh xem. Đi Hà Tiên. Chồng là người lựa chọn địa điểm đó. Nhưng mà lúc đó là em có nói qua với vợ không? Hay là em quyết định hết tất cả mọi thứ? Đó, tại trong cơ quan cho đi. Đi cùng với cơ quan. Rồi hai vợ chồng là thích đi du lịch biển ha. Còn Thư đi Hà Tiên, hai vợ chồng chưa trùng khớp với nhau ha. Biển mà đó là đi cùng với cơ quan. Còn có bao giờ mà hai vợ chồng đi riêng với nhau không? Dạ chưa anh, tại vì từ lúc sinh bé là đi làm rồi chưa có thời gian, với lại dịch tới thì cũng chưa đi. Dịch đến nhưng bây giờ hết dịch rồi ha. Sau này nếu được hai vợ chồng đi riêng với nhau cho vui. Rồi, nhà mình có hai câu trùng khớp với nhau, 1.000 điểm. Gia đình số 2, Ngọc Hân và Hoài Nam. Mời hai em xem hình nha. Một chiếc nón. Chiếc nón này do ai làm? Làm trong bao lâu? Sử dụng vào dịp nào? Mời Hân. Vợ làm trong một ngày và chưa sử dụng luôn. Cái nón này là em làm cho ai vậy? Dạ em làm cho bé gái á, mà cái lúc này là lần đầu tiên em làm cho nên cái vòng đầu của bé á chưa có vừa, cho nên em chưa có sử dụng. Mà em là có học đăng len thì hả? Dạ em chỉ coi trên YouTube thôi. Coi trên YouTube mà làm được như vậy đó, và làm chỉ trong một ngày thôi. Rồi để coi chồng em viết cái gì nè. Vợ làm một ngày đầy tháng của con. Đầy tháng của con là sử dụng đúng không? Nhưng mà vợ em thì ghi là chưa có sử dụng. Cho nên là với cái câu này thì mình chưa trùng khớp với nhau ha.
Hai câu trùng khớp với nhau, nhà mình được 1.000 điểm. Gia đình số 3, Cẩm Tú và Vũ Phong. Món quà vợ tặng khiến chồng ấn tượng nhất là gì? Vào năm nào? Nhân dịp gì? Rồi, anh muốn xem đáp án của em trước. Có baby. Năm 2021, sinh nhật vợ. Ngay bữa đó anh tổ chức sinh nhật cho em, là cùng lúc đó là em hay tin là em có baby nên em thông báo nhận ngày sinh nhật của em luôn. Dạ. Ngay ngày sinh nhật em luôn. Rồi, mở lên xem. Phong. Con gái trong bụng 2021, sinh nhật vợ trùng khớp. Nhà mình có 3 câu trùng khớp với nhau, 1.500 điểm. Và như vậy là ở vòng thi này, gia đình của Cẩm Tú là điểm cao nhất. Tú sẽ được chọn một ô để bước xuống, mời em. Dạ, em chọn ô bên phải. Bên phải, bước xuống nào. Bên phải sáng đèn và phần quà dành cho Tú là một cái nồi chiên không dầu. Chúng ta xem là điểm số nha. Anh Thư 1.000 điểm, Ngọc Hân 1.000 điểm, Cẩm Tú 1.500 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, tâm đầu ý hợp. Gia đình của Ngọc Hân sẽ thi trước nha. Em sẽ là người diễn tả cho chồng em đoán. Và nhớ là đừng có để trùng khớp từ khóa ở đây nha. Mời Hân nhìn lên màn hình nè. Chủ đề sức khỏe, thời gian bắt đầu. Này nó có hai từ à, mỗi tháng mình dẫn con đi đâu? Tiêm ngừa. Đúng được đầu từ đầu tiên, còn từ thứ hai à, như em với anh đi làm về nè, thường mình nắm con vô đâu? Phòng, liên phòng. Đúng rồi. Chính xác. Cái này cũng có hai từ. Thường một đứa trẻ mà nó bụ bẩm, thì không bụ bẩm thì bé đó đang gì? Suy dinh dưỡng. Bỏ từ đầu, lấy từ hai. Đúng rồi. Cái này có ba từ. Trước khi mình ăn cơm mình hay gì? Vào nhà vệ sinh. Rửa tay. Rồi, đúng được hai từ. Còn từ thứ ba ha. Trái nghĩa với dơ là gì? Rửa tay sạch. Rồi, đúng rồi. Cái này có hai từ. Cô Năm với em tên gì? Tâm. Rồi, đúng được từ đầu tiên. Còn từ thứ hai, thường á mình học môn vật gì? Tâm lý. Đúng rồi. Cái này mình có bốn từ. Em đang làm gì? Ăn. À, thường mình kêu người ta luộc trước cho mình. Ăn chín uống sôi. Đúng rồi. Chính xác. Nhà mình đã diễn tả được cả năm từ khóa và thấy rằng là Hân rất là bình tĩnh, diễn tả từng chút một và không có để bị phạm quy bất kỳ một cái từ nào cả, và mang về cho nhà mình số điểm trọn vẹn 2.500 điểm. Chúc mừng em. Tiếp theo anh mời gia đình số 3, gia đình của Cẩm Tú và Vũ Phong. Tú cũng sẽ là người diễn tả cho Phong. Mời em nhìn lên màn hình nào. Đây là phần quà mà nhà tài trợ sẽ dành tặng cho gia đình của Tú. Chủ đề nội trợ. Thời gian bắt đầu. Cái này có hai từ. Quét nhà, rửa chén. Gọi chung là gì? Vệ sinh. Không phải. Bỏ qua. Hôm qua mới đi đâu? Đi đâu dắt Ken đi đâu? Buổi tối. Mua sắm. Chính xác. À, cái này có hai từ. Công ty em bao cái gì? Buổi trưa. Ăn cơm. Đúng từ sau. Phía cơm. Trước. Một từ phía trước là một từ nữa là... Tiền cơm. Không phải. Bao bữa. Rồi em bị trùng khớp từ khóa rồi. Em quét nhà, rửa chén. Gọi chung là gì? Dọn dẹp. Hai vợ chồng không cãi nhau có bốn từ. Ăn cơm. À. Một từ. À... Cơm lành canh ngọt. Chính xác. À... Em thường cho con. Rồi trùng khớp từ khóa luôn rồi, tiếc quá đi. Đây, được 3 từ khóa nhưng mà từ bữa cơm và từ chăm sóc con là bà xã của em bị phạm quy, cho nên nhà mình được 1.500 điểm. Xin mời gia đình còn lại, gia đình của anh Thư và Văn Khánh. Chú ý, giống như gia đình vừa rồi là cứ bị phạm quy thì nó rất là tiếc. Đừng để mình bị phạm quy như vậy nữa Thư nha. Dạ. Mời em nhìn lên màn hình nào. Chủ đề quê hương, thời gian dành cho em bắt đầu. Này có hai từ nha, giống như cây trúc là gì? Sậy. Không phải. Cây tầm dông. Có cái cây, nó đơn giản, gọi đơn giản hơn em, cái cây như cây trúc. Giống như là cây trúc, bự hơn cây trúc. Cây tre. Từ đó. Đúng rồi, đúng một từ nha, bắt ngang xong. Cầu khỉ. Lấy cầu tre. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này có ba từ nha, cái gì mà trồng ở ngoài đồng, nó màu vàng á. Lúa. Đúng từ từ thứ hai. Số mấy? Số 9. Đúng rồi. Lúa chín. Còn một từ nữa, từ đầu nữa. Bốn gì? Mùa lúa chín. Đúng rồi.
bình tĩnh em, bình tĩnh, bình tĩnh. Này có bốn từ nha. Cơm là ta gọi cái gì để nấu ra cơm? Lúa, gạo. Cái đó ta kêu bằng cái gì? Hạt gạo. Rồi còn hai từ nữa nha. Sớm gì? Sớm làng. Ừ, đó lấy chữ sau đó. Rồi. Làng lúa gạo. Không phải, bỏ qua. Này có hai từ nha. Cánh gì? Cánh đồng. Dấu này là gì? Dấu gì? Dấu bằng. Đồng, đồng bằng. Chính xác. Này có hai từ nữa nha. Ở dưới sông á, nước nó bồi đắp là có gì? Sông nó bồi đắp lên cái gì? Trời đất ơi, cái ông này ông hiền queo à trời. Vẫn còn rung hay sao vậy? Còn rung. Ai làm gì em rung? Tại mới tham gia chương trình lần đầu. Mới tham gia lần đầu á. Thôi, nhà mình được 3 từ khóa nè, 1.500 điểm. Rồi, mời mọi người về chỗ nha. Ở vòng thi này, gia đình của Ngọc Hân là điểm cao nhất, cho nên Hân được tiến xuống một bước. Mời em. Dạ, em chọn bên trái. Bên trái, xuống nào. Bên trái sáng đèn. Và phần quà dành cho Hân là một cái bếp điện từ. Điểm số của ba gia đình như sau: Anh Thư 2.500 điểm, Ngọc Hân 3.500 điểm và Cẩm Tú 3.000 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ ba, tổ ấm gia đình. Ở vòng thi này, cả ba gia đình sẽ cùng tham gia trò chơi mang tên tìm đồ vật giống nhau. Mà các món đồ vật này sẽ do người thân của ba gia đình bí mật lựa chọn. Các gia đình có nhiệm vụ tìm món đồ trong thùng, sau đó diễn tả làm sao để người còn lại có thể tìm được đúng đồ vật đó mang ra. Từng gia đình sẽ thi đấu lần lượt. Sau 1 phút 30 giây, gia đình nào tìm được nhiều cặp đồ vật nhất sẽ về nhất. Gia đình có các cặp đồ vật ít hơn sẽ về nhì, và gia đình còn lại về ba. Dạ, xin chào tất cả mọi người, xin chào anh Đại Nghĩa. Thì em tên là Nguyễn Thị Trúc Phượng, em là em gái của chị Cẩm Tú, gia đình số 3. Còn em? Dạ, em chào anh Đại Nghĩa, em tên là Hồng Phước. Dạ, em là em của chị Anh Thư, gia đình số 1. Rồi, em giới thiệu nha. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa, em tên là Võ Tấn Tài. Em là bạn của bạn Ngọc Hân, gia đình số 2. Rồi, ở đây bây giờ anh có 3 cái mâm như thế này. Từng người một lựa 4 món khác nhau bỏ vô cái mâm của mình. Sau đó mình qua mâm tiếp theo, nha. 1, 2 nè, 3 nè, 4. Rồi, chờ anh xíu. 1, 2, 3, thêm món nữa. 4. Rồi, đổi. 1. Rồi. Đổi mâm. Mâm còn cuối cùng. Rồi, cảm ơn các em nha. Gia đình của Cẩm Tú và Vũ Phong sẽ thi đầu tiên. Và những cái món đồ mà người thân các bạn lựa chọn đã được chia đều ra hai cái thùng. Bây giờ các bạn sẽ đưa tay vào bên trong đó. Mình chỉ diễn tả nó thôi, nó có điểm nhận dạng đặc biệt gì, để cả hai cùng lấy đúng ra cái món đồ đó. Và nhớ nha, tuyệt đối không được nói tên của món đồ đó ra ha. Mời các em bắt đầu. Nó cứng cứng à, hồi nãy mình mới xem á. Nãy mới xem gì? Lấy được rồi. Lấy rồi. À, thanh long. Cái món anh đầu tiên mua cho Lê Kim My chơi, anh lấy được chưa? Anh lấy được rồi. Chính xác. Cái gì buổi sáng đánh răng. Lấy được chưa? Đây này. Cái gì mà anh đeo trên tay? Nó có cái vòng, em gọi vòng mềm mềm trên cái đầu cũng tính. Không có. Rồi lấy được rồi. Rồi. Đây, một cặp đồng hồ, đúng. Cái gì mà mẹ hay hầm ăn? Ha, cái đó khó lắm, cái đó tìm không được. Nó cứng cứng dài dài. Tìm khó lắm. Mẹ hay hầm ăn đó, cứng cứng hồi dài dài. Hồi nãy tìm được chưa? Buổi sáng đánh răng. Sao sao không? Ông chưa tìm được cái đó, cho qua món khác đi. Cái gì sáng chảy đầu? Sao không có? Có không? Trời trời trời. Đó trời ơi, ông mới cầm cái kia xong ông dùng xuống cái, rồi. Cái buổi sáng. Khoan, chưa. Buổi sáng đánh răng đúng không? Đúng rồi. Rồi. Rồi, một cặp bàn chải đánh răng. Cái gì buổi sáng chải đầu, có chưa? Nhanh lên, sắp hết giờ nha. Rồi, có rồi. Hai cái lượt. Cái gì buổi sáng mẹ hầm ăn đó. Cái ở trên em gọi đi trên. Có rồi. Có. Năm. Đây, thì ra buổi sáng mẹ hầm này ăn. Bốn. Cái củ gì mà nấu ăn đó, vàng vàng trắng trắng. Hai. Cái củ này nó. Rồi. Rồi. Một. Hết giờ.
À, để coi coi nhà mình được mấy món nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 món trên 12. Rồi, cảm ơn các em. Mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo là gia đình của anh Thư và Văn Khánh. Thời gian dành cho các em bắt đầu. Cái trái này ở nhà ba hai chồng. Nói chuyện với vợ đó. Em. Chưa. Có phải cái trái đó chua chua uống nước gì không? Bắt nước uống không? Mình diễn tả lại vậy đó. Rồi chưa? Rồi. Trời ơi, sao hai trái trước quốc vậy? Nhắc nước không? Bởi vậy phải nói chuyện với nhau là vậy đó em ơi. Cái chai gì để buổi sáng đánh răng á? À, mình có thêm anh A, cái chai đó mình nặng lên, mình đánh thơm miệng mình kia phải không? Vậy đó. Rồi, được rồi. Đúng rồi, một cặp kem đánh răng. Cái đồ chơi của Cát Tường hình con gì bơi bơi với nước á. Có chưa? Chưa được. Rồi, được rồi. Hai con cá. Cái trái gì để đá nè. Rồi, được rồi. Cái trái gì để đánh vậy nè. Rồi, được rồi. Trái gì nè. Trái này nó chua chua. Rồi, lấy đi. Ủa trời đất ơi. Cái này trái bơ mà chua hả? Mà bà nói vậy ông này cũng lượng cái giống được hay ghê luôn á. Đúng là vợ chồng hiểu ý nhau. Cái này như là cái phút bông như nó bớt cái miều. Rồi, được rồi. Cái trái nó dài. Cái trái nó dài. 3, 2, 1, hết giờ. Em nói nghe nè, ở nhà mình cũng y chang vậy hả em? Dạ, em ít nói. Thật ra trong cái trò chơi này á, nó cũng có một cái ý nghĩa của nó. Tức là sao? Vợ chồng phải đối thoại với nhau, hai người phải chia sẻ, phải trò chuyện, phải trao đổi thì chúng ta mới có thể cùng nhau thực hiện được những cái mục tiêu. Biết là tính tình hiền lành ít nói nhưng mà phải chịu chia sẻ chút xíu nghe em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món. Xin mời gia đình còn lại nha. Tiếp theo là gia đình của Ngọc Hân và Hoài Nam. Rút kinh nghiệm của hai nhà trước nha. Hai nhà bên kia bây giờ là mỗi nhà đang có 7 món mà hai bên đó là đang đồng với nhau. Mình muốn thắng vòng này ráng vượt lên 8 món giùm anh. Hoặc mình muốn mình nhường nhịn cho người ta thì mình chỉ cần lấy 6 món thôi, mình về sau cũng được. Chịu không em? Thời gian dành cho các em bắt đầu. Cái mà mình đội trên đầu á. Rồi, được rồi. Hai cái nón. Nó mềm mềm mà mình thường tặng cho con á. Đó, thấy rồi. Trời ơi. Cái này nha. Mà mình nó tròn. Tròn nhỏ không? Nhỏ, lông. Nhỏ lông nữa. Ừ. Trời ơi, hay quá, tròn nhỏ lông. Nha, cái cây này nó dài, bóp mềm mềm, có cái đầu, một đầu bóp mềm á. Cái cây dài, kiếm đi. Cây dài. Cây này nó dài nha. Có cái đầu bóp mềm mềm. Theo anh đi. À, cái này cái quả gì mà trong lông á. À, quả gì mà lông. Mình thường mua ăn. Quả lông. Nhỏ đúng không? Ừ, đúng rồi. Có râu. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, có râu, quả lông có. Ê, râu. Cái này con gái thường hay chơi á. Con gái thường có tay có chân. Có tay có chân đường thế. Trời đất ơi, có tay có chân mà rút ra bẻ loại giòn nhỏ. Cái thường mà em hay đeo á. Mềm phải đeo có phần tia. Đựng gì? Có thằng tia đựng tiền á. Ừ, đựng tiền, đựng tiền. Phần tia đựng tiền. Không thấy. Ừ, thấy rồi. Đó. Ủa, đựng tiền trong cái này đó hả? Cái trái này dài. Rồi, dài, đừng bỏ lên. Cái trái dài. Tròn có cuốn. Rồi. Cái trái này nó bị lớn vậy nè. Rồi, bỏ đi. Đúng luôn. Còn cái nè, dùng cái sạc điện thoại á. Cái giọt cái tròn tròn vuông vuông dùng cái sạc điện thoại. Dùng cái sạc điện thoại. Nãy mới thấy. Cái áo quá. Thấy rồi. Trời ơi, hai pin sạc. Ê, cái trái ta thường kêu bằng An Phước á. Tại trái gì? Thấy rồi. Trời ơi. Nam. Còn chai này để cho con uống hàng ngày á. Đúng rồi, cái bóp mềm mềm á. Cái bóp mềm mềm nè. 2 1 3 Hết giờ. Ủa? Cái đậu bóp mềm. Cái bóp mềm mềm. Sao nó không có liên quan gì với nhau hết trơn vậy? Trong khi hồi nãy người ta kêu cái đựng tiền thì em rút cái này ra. Em đựng tiền được cái chỗ nào bằng cái này. Nhưng mà mọi người công nhận cặp này lanh không? Trời đất ơi, hai chồng tranh nhau mà nói. Miệng bằng tay, tay bằng miệng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Chính Món, xin chúc mừng. Mời mọi người về chỗ. Ở vòng thi vừa rồi thì gia đình của Ngọc Hân là gia đình mà tìm được nhiều món đồ vật giống nhau nhất và sẽ nhận được số điểm thưởng là 3.000 điểm. Và hai gia đình còn lại sẽ mỗi nhà nhận được là 2.000 điểm. Anh mời Hân, em được tiến xuống một ô. Dạ, em chọn bên trái. Bên trái. Bên trái sáng đèn. Và phần quà dành cho Hân là một cái nồi cơm điện. Mình xem điểm số của ba gia đình nha. Anh Thư 4.500 điểm, Ngọc Hân 6.500 điểm, Cẩm Tú 5.000 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ tạm chia tay với gia đình anh Thư tại đây. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình Chìa Khóa Hạnh Phúc. Ở vòng này chúng ta có một từ khóa trung tâm là một ô chữ cùng với 5 câu hỏi dành cho hai gia đình. Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 1.000 điểm và mở ra một số ô chữ tương ứng. Sau 3 câu, nếu đoán đúng từ khóa trung tâm sẽ được 5.000 điểm. Sau câu 4 là 3.000 điểm và sau câu 5 là 1.000 điểm. Nếu đoán sai từ khóa trung tâm sẽ bị trừ 500 điểm. Và bây giờ sẽ là câu số 1, các em lắng nghe nha. Đây là câu hỏi đến từ nhà tài trợ shop. Nên phơi quần áo ở đâu để mau khô và thoáng khí khi trời có mưa phùn ẩm ướt? Mời Tú. Dạ, câu trả lời của em là phơi ở trong nhà nhưng mà gần cửa sổ, nơi mà có gió thông thoáng. Khi đó thì quần áo sẽ mau khô mà nó không có bị ẩm ướt. Đơn giản hết sức, đó là câu trả lời chính xác. Và mở ô chữ. Một ô thôi. Tiếp câu số 2. Trái vải hay trái chuối, thực phẩm nào không nên ăn khi bị buồn nôn do say xe? Mời Hân. Dạ, đó là trái vải. Tại vì trái vải nó có cái vị chua. Cho nên mình không, khi mà mình buồn nôn á thì mình tiết ra cái dịch chua, cho nên mình không ăn đồ chua được. À, đây là đáp án chính xác. Khi say xe, bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Vải có lượng đường cao, khi tác dụng với các enzyme trong cơ thể, nó sẽ chuyển hóa thành một chất có mùi như men rượu, khiến cảm giác say xe của bạn càng khó chịu hơn. Mở ô chữ. Câu số 3. Phơi giày trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hay tránh ánh nắng mặt trời sẽ tốt hơn? Mời Tú. Dạ thưa anh, là phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời sẽ tốt hơn. Đây là đáp án chưa chính xác, mà sẽ phải là phơi tránh ánh nắng mặt trời. Nhiều người lầm tưởng rằng giày cũng như quần áo là phải phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời thì nó mới khô ráo và sạch mùi hôi. Tuy nhiên điều này là không đúng. Ánh nắng mặt trời có thể làm khô giày nhanh chóng, nhưng nó cũng sẽ khiến cho cái lớp keo bên trong giày nó bị giãn nở, nó bong tróc hư hỏng và giày sẽ giảm tuổi thọ. Vì vậy sau khi vệ sinh giày, bạn chỉ cần lau khô bằng khăn mềm rồi phơi ở nơi thoáng gió cho đến khi nào khô là được nha. Câu số 3 vừa rồi thì em trả lời không đúng cho nên không được mở. Nhưng mà sau câu số 3 này là mình được đoán rồi đó. Có ai đoán được cái ô chữ này là gì không? Từ khóa trung tâm. Vậy thì mình đi tiếp câu số 4 nha. Luôn cảm thấy lạnh hơn người khác có thể là biểu hiện của bệnh lý không? Mời em Hân. Dạ phải. Đáp án chính xác. Khi bạn luôn thấy lạnh hơn so với người xung quanh, có thể bạn đang mắc phải một số chứng bệnh như là suy giáp hay thiếu máu. Bệnh suy giáp ảnh hưởng đến chức năng điều hòa thân nhiệt, còn thiếu máu khiến lượng máu đến tay và chân không đủ, từ đó gây ra cảm giác lạnh. Vì thế khi có cảm giác lạnh hơn người khác thường xuyên, bạn nên đến bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hoặc chữa trị kịp thời nha. Mở ô chữ nào. Ra hết rồi đó. Có ai đoán được không? Mời em Cẩm Tú. Dạ thưa anh, đó là lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp. Chính xác. Câu này thì như thế nào Tú giải thích nha? Dạ tức là nói về một phát ngôn của mình á, là nó sẽ đánh giá cái phẩm chất và đạo đức của một con người nào đó. Nên khi mình nói chuyện thì mình cần suy nghĩ thật kỹ. Giống như ông bà mình nói uống lưỡi 7 lần trước khi nói là vậy. Dạ. Đúng không? Và bây giờ mình sẽ xem lại điểm số của hai gia đình. Điểm số hai gia đình như sau. Gia đình Ngọc Hân 8.500 điểm và Cẩm Tú vượt lên với 9.000 điểm. Xin chúc mừng. Xin mời hai vợ chồng Cẩm Tú các em lên đây. Này, tặng cho bà xã em đi.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Dạ thưa bà con, bây giờ thì gia đình của Cẩm Tú đang ở đây bên chiếc cân vàng. Cái việc còn lại của Phong đơn giản hết sức, cân vợ. Mời em bắt đầu. Và chia sớt của chúng ta đã sáng đèn. Chúc mừng gia đình của Cẩm Tú nha. Và mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Thưa bà con, kết thúc chương trình ngày hôm nay, về nhất là gia đình của Cẩm Tú với giải thưởng là 9 triệu đồng cùng với sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình Ngọc Hân với giải thưởng là 8 triệu 500 ngàn đồng và sản phẩm của nhà tài trợ. Và về ba là gia đình của anh Thư với giải thưởng là 4 triệu 500 ngàn đồng và sản phẩm của nhà tài trợ nha. Cảm ơn cả ba gia đình đã đến với Vợ Tôi Là Số 1 ngày hôm nay. Và xin cảm ơn nhãn hàng nước giặt xốp ngát hương hoa chấp hết nắng mưa để đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1, và phát là vào ngày hôm sau lúc 16:00 trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Đăng ký xin chào và hẹn gặp lại.